Vâng, em xin được tiếp tục test một combo gửi cho anh Vinh ở trên Vĩnh Phúc các bác nhé. Một combo công suất lớn để anh chơi với 2 cặp 30. Đó là dòng đẩy Crown XS 2009 các bác nhé. Dòng này là 16 so sắt, 16 so than. Hàng thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhé. Một vang Sansui DA 1, 4 kênh đã cài đặt đầy đủ các bác nhé. Đêm đã dần trôi, có phải đây là sự ta xa hay? Ai biết hai mình lặng im cúi đầu chờ câu nói thương yêu. Em nghe không ngoài ký, trời đông đã lên rồi. Bay chân gió, vai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa, xin em thôi hơn rồi. Đây gói hành trang, xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ u buồn, vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay, mình chưa nói chi nhiều. Trong lúc tàn xa, rồi đêm khuya vắng, em chợt giấc mơ màng. Là khi em thấy nhiều ước mơ. Phải nói là kết hợp mà dưới hai dòng sản phẩm Sansui và Crown nó phải nói rất là hay các bác nhá. Đẩy lên cái giải mic rất là sáng các bác ạ. Với dòng Crown XTS 2009 này là 16 so sắt và 16 so than, 12 bù áp các bác nhá. Hỗ trợ giải bát đầm hơn với so than là dòng của Toshiba các bác nhá. Còn so sắt thì tiếng nó đã sáng rồi. Sansui DA 1 4 kênh các bác nhá, xử lý đầy đủ nhá. Đó, hàng đẹp nguyên bản các bác nhá. Thì hôm vừa rồi anh có lấy của bên em là một đôi loa Audio Center. Ở nhà anh đang có một đôi B3 nữa. Về kết hợp với combo công suất lớn này là rất là hay các bác nhé. Sansui này cho ra cái giải tép rất là sáng các bác, nghe cái độ tép của nhạc không bao giờ bị mất các bác nhé. Đó, nhiều dòng vang các bác sử dụng ấy, thường thì cái giải tép nó sẽ mất chỉ có mỗi giải bát thôi với giải lời thôi, rất là tối, nhưng mà riêng dòng vang Sansui là không bao giờ mất các bác nhé. 6 về đi. Đó, tiếng lên rất là đầm. Đó. Đó, tiếng bát rất là đầm các bác nhé. Tép rất là sáng. Anh xin chơi đừng cho mưa rơi, đừng cho lệ quên bờ mi người ấy. Nếu biết xuân không xa thì giảm bớt chi nhiều. Một khi anh đã hứa yêu em thì
đời còn những lúc xung về xa chi bao cánh ngân xung về. Rất tuyệt vời với combo một đẩy Crown XDS 2009 và vàng Sansui DA 1 các bác nhé. Hiện tại thì với cục đẩy Crown XDS 2009 này thì có giá là 6.500.000 các bác nhé. Vàng là 3.500.000. Đó, các bác nào có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ với bên em, hiện tại còn hàng các bác nhé. Với công suất lớn để các bác chơi trong gia đình cũng như là ngoài trời. Đó, còn dòng vàng này Echo Reverb rất là hay rồi. Nghe nhạc có giải mã quang, nếu mà các bác sử dụng những cái tivi như ở trên em có kia đó, thì các bác có thể sử dụng quang các bác nhé, cho ra âm thanh sắc nét hơn và chi tiết hơn. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Giờ sẽ cho anh em thợ đóng gói để lên đường. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.